Đi vòng ra coi cái đám sầu riêng tơ mà sao vậy? Sao sao nhỏ này. Trong gốc nó tốt, mịt hết trơn mà thấy bự ghê. Còn chưa đầy năm thôi chứ. Cái gì cỏ nó lên vậy nè. Chứ ở dưới trùng nó lên dữ lắm. Gốc bụi chán. Trồng lâu chưa? Trồng cái đám đó đợt đó trồng tính nay là chưa giáp năm đó, cái đám đó đó mà tôi. Dạ. Trong đó hồi nhỏ bên đây chắc hơn năm chứ. Bên này hơn, cái đám ngoài sau kìa, dạ. 2 hectare ngoài sau á. À, mấy gốc cam quýt, quýt rồi đó trái dữ lắm. Trái bò không à. Không bộ đoạn này nó ra cho cái tôi tưới cái ba cái đạm cá với hô mít vô cho. Nó dày, nó già nữa, mình lấy cơi đồng lọt á, yeah. Mới ra cơi đầu tiên là mình rửa dữ lắm, rửa trống. Của mấy cái bác ngoài đây là tưới phụ ha? Ừ, nó tưới phụ cho nó bung ra thôi chứ. Mát đất vậy thôi. Cái nhìn cho đất túi xốp trùng lên dữ lắm, yeah. Đó, cái đám đó đó. Đám này mùa làm đất cũng bỏ bê dữ lắm chứ mà nói chung cũng được. Đám này trồng năm rồi nè. Tưới vào cái đạm cá với cái hô mít này vô thì nó bao mà tại cũng đều tàn chứ. Tỉa từng dưới rồi đó. Dạ. Đó nhìn lá cũng dày tốt, xanh mịt đó chứ. Cành nó cũng dài. Nó trống nó đỡ. Mấy cây này làm cho có cái độ mát lá nó vậy, nó tươi tắn hơn. Mưa mới tưới đạm cá này cũng nay cũng hơn tháng rồi đó, là đợt này hết rồi. Hết đạm cá rồi bắt đầu nó kêu tiếp nữa đó chứ. Có vô tiếp. Nhưng mấy cây này là cũng ngon nè, lá dày ngon. Mà nó cũng đều như ở ngoài trước lúc trước trồng nó cái đám 2 hết mà trước đó nó cũng, dạ, èo uột lắm. Mưa xuống đất nó thấp á. Dạ. Sao chịu nó phát lên. Còn lúc trước Thảo kêu thôi anh đừng nhổ để thử coi nó như thế nào, tôi nhổ tôi bỏ uổng hết, nhổ uổng chứ mấy cây kia trồng kế vô, dạ, cái là nó qua hết trơn luôn, giờ có gốc 2 cây. Tại mình trồng dặm á. Dạ. Không được, nó chịu bắt phân lên là nó lên nhanh lắm anh. Ừ. Cái đám này nữa ngon tại nó trống, mình không có xen cái gì vô á. Còn cây này nó gãy đột chắc luôn, nó lên cái tược cũng còn vô thấy không? Hổng thì gió gãy hả? Ừ, nó gãy nguyên cái cùi luôn đó. À. Nó nguyên cái tược đó nó lên luôn. Là nguyên gãy cũng này luôn ha. Ừ. Để lên lại đều cũng đều vậy. Thôi đợt này thấy đất đai ế quá vô chăm nó đỡ chút, trước cũng bỏ phế nó chứ. Nhưng cũng ngon rồi. Để ha. Để, giờ mình ráng làm gì mà cảm thấy nó rẻ tiền mà nó hiệu quả thì mình làm chứ. Cho nông dân nó đỡ chi phí. Dạ, giờ phân đồ cũng mắc quá nè. Ừ. Không mà ở đây tôi ít cái bón phân hóa học lắm. Chơi phân gà nở với tưới đạm cá hô mít không à? Dạ. Mấy cái nhỏ này nó vô 50k không hay là không luôn? Lâu lắm cả năm bỏ ăn cử hay cử à? Dạ. Như chơi đạm cá với phân nở không à? Và cái phân hóa học là bỏ nhiều không ngon. Dạ. Lâu lâu bỏ dậm nó thêm. Đây gốc tre cũ á. Gốc tre cũ đó. Ổn là đều cây năm vậy là của mấy cha kia bển trồng năm không ngon, năm không bằng của mình đâu. Của tôi mà tôi không tỉa từ dưới là giờ thấy nó phủ xuống đất hết luôn. Dạ. Mà nó cỏ lên tới. À. Tỉa mấy nhánh ở dưới gốc rồi chứ. Giờ anh đang cắt cái khu kia xong rồi cắt khu đây đúng không? Ừ đúng rồi. Đây có mũi cao mình. Cỏ. Ở trong gốc nó tốt, mịt hết trơn mà thấy bự ghê. Chưa đầy năm thôi chứ. Cái gì cỏ nó lên vậy nè. ở dưới trùng nó lên nhiều lắm, gốc bụi chảng. Tại vườn rộng quá, người làm mình theo mình làm không có người làm ra nó không có gọn ghẽ như người ta chứ. Nó vô nhà uống nước đi. Dạ, này có tay nên chừa lại đúng không? Hả? Có tay nên chừa lại. Phát rồi lên lại liền đó. Phát vừa xong là bắt đầu lại lên lại nữa rồi. Tại tưới ba cái đậm cá không biết nó tốt, mà phát nó rủ xuống đó là một cái thành phần hữu cơ luôn. Tại vì cũng hết đạm cá rồi, nay 2 tháng là mình tới cử tưới rồi mình không có tưới đó. Dạ.